Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ lâu cây ngải cứu đã biết là một vị thuốc quý của Việt Nam nó hỗ trợ chữa nhiều bệnh của con người. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng nhiều là thế, nhưng chúng ta chưa hề hiểu hết công dụng của cây ngải cứu. Và dưới đây sẽ là những công dụng tuyệt vời của cây ngải cứu mà chúng ta cần phải biết. Những tác dụng tuyệt vời từ cây ngải cứu 1. Điều hòa kinh nguyệt Lá ngải cứu giúp điều hòa kinh nguyệt cho chị em rất tốt, làm giảm triệu chứng đau bụng trong kỳ kinh. Theo đó, trước khi có kinh một tuần, chị em có thể hãm ngải cứu với nước sôi uống như trà hoặc sắc nước uống chia thành 3 lần trong một ngày. Nếu kinh nguyệt không đều, thì từ ngày bắt đầu có kinh cho đến ngày hết kinh, sử dụng 10 gram lá ngải khô, sắc với 300 ml nước và dùng nước đó uống thành hai lần trong ngày. 2. Giúp lưu thông khí huyết. Bạn có thể bổ sung món trứng rán với lá ngải cứu vào trong thực đơn, giúp lưu thông và tuần hoàn máu lên não rất tốt. 3. Kích thích ăn ngon Trong thành phần của lá ngải cứu có chứa adenin và choline cấu thành nên vitamin B, có tác dụng tích cực trong việc chuyển hóa các chất, kích thích quá trình ăn, giúp bạn có thể ăn ngon hơn, giảm được tình trạng biến ăn, thấp còi ở trẻ em và giúp người già có thể ăn ngon miệng hơn. 4. Trị các chứng đau đầu, ho, cảm Bạn dùng 300g ngải cứu, tía tô 100g, lá xả 50g, tần dây lá 100g, đem tất cả đun với 0,5 lít nước, uống trong ngày vào lúc khát, sử dụng liên tục trong vòng 5 ngày để chữa các triệu chứng đau đầu, ho, cảm. 5. Giảm mỡ bụng Dùng một cân muối rang với một bó ngải cứu cho đến khi ngải dậy mùi. Cho hỗn hợp vào một túi nhỏ trường bụng 2 lần mỗi ngày sẽ có tác dụng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. 6 chữa mề đay, mẩn ngứa. Đối với trứng này, bạn lấy một nắm lá ngải cứu giã nát rồi chắt lấy nước để tắm. Thực hiện 1 đến 2 lần trên một ngày sẽ làm da dịu hơn. 7. Chữa đau lưng Lấy 300g ngải cứu tươi, rửa sạch sau đó giã nát, thêm hai muỗng mật ong, vắt lấy nước uống vào buổi trưa và chiều. Uống liên tục trong vòng 1 đến 2 tuần, tình trạng bệnh sẽ giảm. Những người không nên dùng ngải cứu Tuy ngải cứu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, thế nhưng những người sau không nên dùng. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu được chỉ định không nên sử dụng ngải cứu. Các bác sĩ cho rằng trong 3 tháng thai kỳ, nếu bà bầu ăn quá nhiều ngải cứu sẽ khiến cho thai ra máu, co bóp cổ tử cung dẫn đến sinh non. Những người mắc chứng rối loạn tiêu hóa, ngải cứu làm tăng việc đi tiểu, kích thích sự vận động của ruột. Điều này không tốt cho người bệnh và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Người bị viêm gan, Ăn ngải cứu vào sẽ gây rối loạn chuyển hóa của các tế bào gan, khiến vàng da, nước tiểu đục. Vâng, chỉ với một nắm ngải cứu nhỏ như vậy thôi mà quý vị đã có thể chữa được nhiều bệnh rồi, thì tôi tin chắc rằng sau clip ngày hôm nay thì quý vị sẽ phải giữ chữ loại thực phẩm này ở trong tủ nhà mình đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.